Ok, về chủ đề bài tập về nhà ấy. Ừ, các em nghĩ như thế nào về bài tập về nhà? Ngọc, Ngọc, em nghĩ như thế nào về bài tập về nhà? Ngọc ơi. Linh, Linh. Nghĩa là đọc về nhà là thứ là kiểu của bây giờ em nói trong cuốn truyện hay cái năng alo Tại sao chúng ta phải bận tâm về bài tập về nhà? alo em nói bằng tiếng Việt hay tiếng Anh? Tiếng Việt không sao. Cảm ơn tôi về bài tập về nhà là bởi vì khi mà chúng ta học một cái kiến thức thì nó sẽ không nó chỉ ở trong cái miền short term memory của chúng ta, nên là chúng ta phải kiểu học những cái bài tập về nhà để có thể củng cố cái kiến thức cũng như là nhắc lại những cái kiến thức để đưa nó lên cái long term memory của chúng ta. Và thực sự bài tập về nhà có hiệu quả không? Nói nhìn chung ấy. Thì em nghĩ là có nhiều kiểu bài tập về nhà và theo từng cái trường hợp mà bài tập về nhà sẽ có hiệu quả hay không, những cái bài tập về nhà như kiểu áp dụng hay là áp dụng thôi hay là flash thì có thể em nghĩ khá là kiểu có effective, nhưng mà một số cái dạng bài tập về nhà kiểu theo dạng truyền thống như là kiểu chép vạc hay là gì gì đó thì em nghĩ nó không có hiệu quả. Vậy thì trong cái vấn đề bàn luận về bài tập về nhà thì ai nên được giáo dục đầu tiên, ai nên được giáo dục nhiều hơn hoặc là giáo dục nhiều nhất, phụ huynh, thầy cô hay là học sinh? Em nghĩ thầy cô hay là người kiểu được giáo dục nhiều nhất về cái vấn đề này, bởi vì họ là những người mà kiểu chủ động đưa ra những cái dạng bài tập về nhà cho học sinh. Còn vai trò của ba mẹ thì cũng không có quan trọng lắm, bởi vì là học sinh cũng phải kiểu học cách để mà kiểm soát bản thân rồi cũng phải làm bài tập về nhà được. Nhưng mà nếu mà bởi vì là cái vấn đề mà làm bài tập về nhà này ấy, là có bắt đầu đấy lên cái sự mà kiểu bàn luận sôi nổi ấy, là bởi vì là mỗi học sinh đều có cái tốc độ học khác nhau, có bạn học nhanh, có bạn học chậm ấy. Thế cho nên là học học giáo viên sẽ giao một lượng bài tập như thế cho học sinh mà không biết là học sinh nào học nhanh, học sinh nào học chậm ấy. Thế cho nên là mới xảy ra cái vấn đề về bàn luận sôi nổi về cái vấn đề là bài tập về nhà này. Bởi vì nhiều em học chậm ấy thì em đó không không có đủ khả năng mà làm nhiều bài tập như thế trong một khoảng thời gian ngắn ấy, và các em phải dành thời gian làm bài tập nhiều hơn ấy, và một số em thì học nhanh hơn chỉ cần làm một chút xíu là xong thôi ấy. Thế cho nên là vậy thì từ vấn đề đó sẽ xảy ra thì em là giáo viên à, phụ huynh có vai trò trong đó hay không? Cái này thì em không chắc, bởi vì là em nghĩ là kiểu mặc dù có một số học sinh học chậm nhưng mà có những cái gọi là tiêu chuẩn chung để đánh giá tất cả thì giáo viên phải dựa vào đó mà để trong bài tập về nhà, và những học sinh học chậm đó cũng phải cố gắng để mà đáp ứng những cái tiêu chuẩn mà bằng chung đó, chứ cũng không thể nào mà vì họ mà kiểu phải đặt hạ thấp cái tiêu chuẩn của bài tập về nhà. Nhưng mà ví dụ như ở trong một lớp mà có một nhóm học sinh thì học giỏi hẳn luôn, học rất là giỏi luôn và thuộc mức độ mà làm nâng cao đến vận dụng đến vận dụng cao, còn nhóm còn lại ấy, thì lại thuộc mức độ hơi học yếu ấy mà lại không có sự phân loại. Ví dụ như đã phân loại lớp rồi nhưng mà vẫn ví dụ như là một thời gian, ví dụ như học được 1 năm, sau một thời gian sau thì các bạn bắt đầu học lệch ấy, thì như vậy thì mình nên giải quyết như thế nào? Đây cũng chính là lý do thì tại sao mà chúng ta cần phải kiểu giáo dục giáo viên về cái vấn đề khung một nhiều hơn, và cái này cũng thể do cái trách nhiệm của nhà trường, nhưng mà thấy cái lớp học là kiểu bị phân như vậy rồi thì cũng có thể là kiểu đổi lớp, hoặc nếu mà không thể đổi nữa thì em nghĩ cũng phải đưa ra một cái giới hạn cân bằng cho cả hai bên. Thì
đối với những học sinh học giỏi rồi thì họ sẽ kiểu cũng có ý thức để mà tìm những cái bài nâng cao hơn, còn học sinh học yếu thì sẽ cố gắng vươn lên cái mà cần vươn lên. Ok, tốt lắm em. Bây giờ mình sẽ suy nghĩ về phần plus side. Những điểm cộng của làm bài tập về nhà là gì? Ngọc. Ngọc ơi. Giúp cho trẻ có thể tự lập suy nghĩ. Em Ok. nói những cái phrases bằng tiếng Anh đi. Suy nghĩ độc lập. Đó. Thinking in the event and the independent. Nhưng mà nếu mà ví dụ như bài tập về nhà giao quá nhiều mà kiểu có nhiều bạn học kiểu đối phó ấy, mà bạn đấy nhiều quá thế nên là không làm kịp mà bạn ấy kiểu lúc đến chân mới nhảy ấy. Xong rồi luôn ví dụ như là hỏi hỏi ba hỏi mẹ hoặc là hỏi chị hoặc là hỏi những anh chị khác hoặc là ở lên mạng hỏi bài ấy thì sao, và hoặc là chép bài của các bạn mà không thực sự làm thì sao, thì cái này cũng cũng đâu đâu gọi là giúp trẻ suy nghĩ động lập, cái này là gọi là cũng tùy từng trẻ thôi đúng không? Còn còn mặt nào nữa em? Có thể giúp cho trẻ nắm được bài hơn hay là Gọi là gì? kiểu understand deeply hay là nhà đó hiểu sâu hơn ạ, kiểu vậy. Grasp. Kiểu vậy. Ok. Còn gì nữa không em? Linh. Help students to actively call. Nhưng mà chị nghĩ là cái active recall nó còn phụ thuộc vào chính bản chất của học sinh đó thực sự là có chủ động hay không, nhưng mà thôi kệ, đưa vào cũng được, nói chung là em phải đưa ra một cái trường hợp cụ thể thì mới dùng được từ này nhé. Ví dụ như là nói chung là những cái mà nó cụ thể hơn, ví dụ như thinking independently và active recall, kiểu như về một vài khía cạnh nào đó mình cũng có thể khai thác ở phía downside đấy, thế nên là em phải đưa ra trường hợp cụ thể thì em mới dùng được cái này. Cái còn gì nữa không em? Kiểu học sinh có những cái suy nghĩ khác biệt ra ấy. Tại sao? Là khi hiểu một cái bài giảng ở trên lớp các cô giáo đã giảng rồi thì khi về nhà thì học sinh từ những cái ý của cô ấy, từ những cái ý ở những bài giảng của cô và suy ra thành những cái ý ý khác mà nó thú vị hơn ạ. À, cái đấy em nghĩ là nằm trong phần thinking independently rồi. Còn chỗ nào nữa không em? Đối với một số các quốc gia ở châu Á thì là có những cái bài test kiểu sau một tháng, sau một tuần, sau một tháng hoặc là hết học kỳ thì có test hoặc là giữa học kỳ thì có test, nên là mình phải làm bài tập về nhà để ôn luyện nhiều hơn, practice nhiều hơn. Practice hay là brush up on for the kiểu kiểu như vậy. Làm bài tập về nhà để chuẩn bị cho một bài kiểm tra nào đó.
gọi là review đi. Review. Nhìn được không em? Kiểu chị nghĩ là chị, theo quan điểm của chị ấy, chị thấy là giao bài tập về nhà cũng giống giống như là khi mà mình đi làm việc đó, xong rồi mình cũng được giao phần việc của mình đó, cũng giống như là khi khi mà những đứa trẻ mà có những bài tập về nhà ấy, thì tụi nó cũng học được cách mà quản lý thời gian tốt hơn ấy, cho sau này ấy, nói chung là gọi là sooner exposure sớm ấy, để sau này sooner exposure rồi ấy, thì sau này mình tụi nó cũng sẽ đỡ hơn trong việc mà quản lý thời gian khi mà được phân chia những cái nhiệm vụ khi mà đang làm việc ở trong tương lai ấy. Chị nghĩ như thế, nó cũng là một dạng kiểu vậy. Nhưng mà về nhiều người ấy, đối với nhiều ba mẹ phụ huynh mà bảo vệ con cái quá mức ấy, xong rồi làm cho con của mình kiểu khi mà ra trường rồi ấy, thì nó bắt đầu cảm thấy nhạy cảm với cuộc đời hơn ấy. Thế nên là mỗi lần mà làm nhiều cái gì đó là cảm thấy nó kiểu ảnh hưởng đến tâm lý ấy. Bởi vì là từ trước đến giờ mình chưa bao giờ tiếp cận những cái điều như thế. Ok, em có hiểu không? Em có hiểu không? Ok. Có Vậy thì mình thêm ý nào ở đây? em nghĩ là ý đầu tiên được. Mình gọi không, cái mà quản lý thời gian ấy thì nó khác biệt với lại thinking independently mà À, kiểu hay là manage the time mà chị. đúng rồi. Hay là còn downside. Downside thì khi mà giáo viên mà cho quá nhiều bài tập về nhà thì có thể học sinh sẽ không được tham gia các hoạt động ngoại khóa ở bên ngoài. Ví dụ như vậy, nếu mà giao ít bài tập về nhà quá thì học sinh sẽ không có một cái suy nghĩ tự lập và sẽ không có thể phát triển được trí tuệ kiểu 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 vậy Nếu giao quá nhiều thì không thể làm các hoạt động ở bên ngoài được. Thì mình gọi là gì? Hoạt động xã hội à? Social. Curricular activities outside of school. Kiểu như vậy. Extracurricular. Đúng rồi em. Curricular. Ra quá nhiều thì không có thời gian làm hoạt động bên ngoài, không có thời gian ví dụ như chơi các nhạc cụ chẳng hạn, hoặc là chơi thể thao, play sport hoặc là play instrument. Kiểu Còn là có một cái mà rất là quan trọng, mà vì thế nên là giáo phụ huynh mới phản ánh với nhà trường về vấn đề là mình tập về nhà. Chị ơi, nếu mà học sinh mà không hiểu bài ở trên lớp mà ra bài tập về nhà thì có được không ạ? Em Cái đó cũng gọi là tùy cái mức độ của học sinh ấy, cái mức độ nhanh hay chậm của học sinh ấy, mức độ tiếp thu của học sinh thế nào ấy. Có một cái khá là quan trọng nữa đấy. Bởi vì sao mà phụ huynh lại phản ánh với giáo viên?
Bởi vì là nó ảnh hưởng đến giống như là việc mà dành dành thời gian gia đình nhiều hơn ấy. Nó cũng là một một trong những vấn đề quan trọng mà phụ huynh thường phải ảnh hưởng giáo viên nhiều. Với lại là kiểu như là khi mà giao được giao quá nhiều bài tập ở nhà ấy, hoặc là đối với những em mà chậm hơn chẳng hạn, thì nó cũng sẽ làm kiểu disruption, và kiểu như là sẽ cũng có thể về một khía cạnh nào đó sẽ kiểu như nếu mà các em mà thực sự không 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 biết cách mà sắp xếp thời gian hợp lý ấy, thì cũng sẽ xảy ra nhiều tình trạng kiểu kiểu không 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 manage the time ấy. À, chị ơi, à chị em có một ý này nữa là kiểu nếu mà làm ít hoạt động ngoại khóa ấy, thì sau này sẽ không vào được các trường đại học, kiểu không này sẽ không vào được các trường đại học ấy ạ. Tại vì là các trường đại học thì cần những học sinh mà hoạt động ngoại khóa nhiều hơn, hoạt động xã hội nhiều hơn ấy ạ. Nhưng ở đây đây cũng gọi là một vài cái nào nó cũng được cả em, kiểu như là nó khi kiểu sleep deprivation deprivation cái mà chị đang nói đến nhá. Sleep disruption là kiểu như là khi mà stress and anxiety ấy, nó kiểu khi mà mình bị stress nặng ấy, thì nó sẽ kiểu như anxiety provoking. Xong rồi kiểu tối mà kiểu như sẽ kiểu trằn trọc ấy, hoặc là khó ngủ ấy, xong rồi nó sẽ cũng cũng gọi là xâm lấn nhiều vào giấc ngủ, và sau đó thì cũng cũng sẽ mới xảy ra theo cái của em là bị thiếu thiếu giấc ngủ. Còn cái mà vừa nãy Ngọc mới nói ấy, thì kiểu chị thấy ý nào thì mình cũng khai thác được cả hai bên được ấy, nếu như mà mình biết đặt nó vào ngữ cảnh ấy. Ví dụ như là nếu mà mình có nhiều bài tập về nhà hơn ấy, thì nó sẽ giúp tăng điểm hơn chẳng hạn, thì nếu mà nó giúp tăng điểm hơn thì nó về một vài cái cạnh nào đó thì nó cũng sẽ giúp cho mình có thái độ tốt hơn về nó ấy. Và cũng là một trong những công cụ đắc lực cho phần học thuật về phần học thuật cao hơn ấy, và tốt cho việc mà tạo nhiều cơ hội cho đại học hơn, bởi vì đại học nhiều lúc mà họ cũng cần điểm mà họ cũng không hẳn là nhiều bên bên hoạt động ngoại khóa. Ok, còn ý kiến nào nữa không ấy? Cũng được. Thì em tự nhiên là suy luận thêm về cái này. Thì em gọi là gì? Em. Ok, còn gì không các em?
À, chị ơi, Ừ. hay hay là có một cái vấn đề kiểu không làm bài tập là bị phê bình trước lớp ấy, kiểu vậy ạ, sẽ làm cho trẻ bị kém tự tin ạ, kiểu vậy. Kém tự tin. Last confident, Lower, lower self-confidence. self-confidence. Còn vấn đề về self-esteem thì sao? Chị cũng nghĩ self-esteem nó cũng cũng kiểu như dạng vậy ấy. Lòng tự trọng đúng không? Nó cũng sẽ làm kiểu vậy khi bị phê bình trước lớp. Ừ, không em, chị nghĩ là ví dụ như là làm bài tập quá nhiều ấy sẽ làm cho nhiều em kiểu không biết cái ý nghĩa của việc làm bài tập đó là gì ấy, bởi vì và nó sẽ làm cho chúng suy nghĩ là kiểu mình cứ làm thôi chứ mình cũng không quan tâm gì cả, bởi vì là làm nhiều quá ấy. Thế nên sau này kiểu như khi mà không không được làm, không được giao bài tập nữa ấy, thì nó cũng kiểu như không không làm nữa ấy, bởi vì là nó chỉ nghĩ là có thì làm, còn không có thì thôi thôi ấy. Và xong rồi nó sẽ cũng mất đi một vài tính chất nào đó. Kiểu chúng nó sẽ làm mọi cách để hoàn thành bài tập về nhà chứ không quan tâm đến kết quả và cái thực sự bản chất mà mình thực sự đạt được ấy. Và nhiều lúc thì bởi vì nó cho nên là cũng không hiểu bài mà mình cứ làm thôi ấy, bằng mọi giá để tìm được kết quả mà thực sự không hiểu bài lắm ấy. Kiểu vậy cũng có thể. À, chị ơi, hai em nói theo một cái hướng kiểu nó hơi ấy một tí thì cái cách mà giáo viên giao bài tập về nhà thì giống kiểu giảm tải công việc dạy học của mình trong lớp hơn, có phải không ạ? Đúng, chị cũng thấy đó cũng là một vài khía cạnh, cũng có thể là kiểu đúng rồi, cũng có thể, chị cũng thấy như vậy cũng hợp lý. Nó giảm tải áp lực cho giáo viên nhé. Kiểu cũng được, kiểu như giáo viên cũng một phần nào đó cũng muốn học sinh tự học ấy, và cũng một phần nào đó là cũng cũng kiểu cũng thể nói chung được được. Em có biết là thường thì có một nghiên cứu ở bên Canada ấy, hồi năm 2015 ấy, là kiểu khi mà bị quá nhiều là bài tập quá nhiều ấy, thì đối với con trai ấy, thì thường kiểu tăng cân ấy, cái lượng mà obesity nó tăng ở trong các bạn nam ấy. Em nghĩ tại sao về vấn đề đó, tại sao vấn đề đó xảy ra? Thường thì các bạn nữ thì bị stress hơn, nhưng mà theo lượng nghiên cứu ấy, thì bởi vì trước chị nói là con gái ấy là thường có tính chất là agreeable, kiểu dễ thỏa hiệp hơn ấy, với lại dễ vâng lời hơn những bạn nam ấy, còn bạn nam thì thường disagreeable nhiều hơn ấy. Thế nên là những bạn nữ thì thường dành thời gian nhiều nhiều hơn về công việc làm bài tập về nhà, đặc biệt là môn toán, còn những bạn nam thì không. Thế nên dẫn đến là về cái công việc học tập ấy, thì nhìn chung số liệu thống kê chung ấy là thấy thường thì các bạn nữ sẽ điểm cao hơn các bạn nam ấy, thường như thế. Nói chung là thống kê chung là như thế.
Chị nghĩ là bởi vì là do cũng là một phần cũng do stress nhiều quá ấy. Thế nên là tìm đến con đường ăn uống, bởi vì là ăn giúp mình kiểu kiểu tăng lượng đường trong máu ấy, xong rồi là mình kiểu như cảm thấy tốt hơn ấy. Thế nên là mấy em đó sẽ ăn nhiều hơn để cảm thấy đỡ stress hơn, cảm thấy nó thoải mái hơn, bởi vì nó là phần thưởng duy nhất cho các em đó. Hoặc là nhiều bạn ấy thì kiểu kiểu chơi game ấy, thì sau nói chung là sau khi làm rất nhiều bài tập như thế xong rồi cũng thức đêm để chơi game để cảm thấy mình thỏa mãn trở lại và cảm thấy feel good trở lại ấy, kiểu vậy. Còn ý nào nữa không các em? Còn về mấy cái phần từ đồng nghĩa thì các em cũng có thể nhưng cũng thay thế cũng nhỏ thôi, cũng không có nhiều, thì chị là các em cũng biết rồi ấy. Nên thôi mình cũng không cần nói. Cái mà chị vừa nói là cái về gender factor factor. Được không em? Ok, thôi mình đọc bài nhé. Đọc bài rồi tí nữa mình lọc thêm mình đi vào. À, bữa nay chị sẽ, bởi vì chị như chị nhầm kiểu chị cứ tưởng là ở trong pro and cons nó có cái phần về này ấy, nhưng mà thực sự là không. Và chị tìm thấy được một bài khá là hay, nhưng mà nó chỉ nói về cái phần here. Kiểu như là homework nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà nó có rất là nhiều ý để bổ sung và chị nghĩ là thông tin hữu ích cho các em để các em có thể khai thác được. Ok, mình nghe bài xong rồi đọc bài nha. Most people thought that the answer was quite a lot. Aristotle himself said that education might be defined as teaching us to. A century ago, parents thought a little fear helped children grow up. Frank Ferretti, writing in Eon magazine, explores why today it's parents who are constantly afraid. Read by me, Andy Field, for Curio. How much fear, anxiety, and risk can children handle? Until the late 19th century, most people thought that the answer was quite a lot. Aristotle himself said that education might be defined as teaching us to fear aright. It was widely believed that a sense of fear made a positive contribution to the formation of a child's character. That fear was regarded as essential for the education of children was spelled out by the Church Missionary Society in 1819 when it stated that it is necessary that children fear the schoolmasters. Children's experience of fear was sometimes portrayed as essential for developing their powers of imagination and creativity. For example, in 1848, the Christian Register advised parents that a child who has never known any kind of fear can have no power of imagination, can feel no wonder, no impulse of life, nor awe or veneration. Contrast to the culture of today, where entertainment is age-appropriate, where the wrong word or microaggression is said to trigger an anxiety attack, where the ultimate fear of separation is seen as so damaging that, if not managed well, can ruin the child for life. Childhood fears and fear of those fears seem ubiquitous. Fear of bullies, not to mention active shooters and public gatherings. Fear of wars and accidents streaming in through the TV. Most modern parents would no more try to frighten a child than they would beat the child with whips or send that child to a year of hard labor on a chain gang, but feel stymied by the onslaught of the world. We are mightily attuned to children's fears and strive to blunt them at all costs. Transition from the old attitude to the new can be traced to the late 19th century and the emerging science of psychology. The emotion of fear, once celebrated as formative, became decried as harmful to children, with pioneering psychologist G. Stanley Hall leading the charge against the pernicious impact of the feeling in children's lives. His studies, carried out in the 1890s, called for a reorientation. Instead of viewing children's fear as a normal feature of their lives and what Aristotle called the schoolmaster of the world,
He argued that they should see it as a threat to health. Hall called out the danger of morbid fears or phobias, of which medical literature records many score. In Aspects of Child Life and Education, published in 1921, Hall said that his studies revealed how many forms of arrest and even mental perversion are due to unwise fears. And he had another insight. These unwise fears were often attributable to incompetent parenting. Hall's views were widely accepted by psychologists, parenting experts, and educators. One advice columnist in the Mother's Magazine in 1917 demanded that the authorities step in and prevent us from making mental defectives and moral cripples of our children. The anonymous author asserted that fear is a disease which usually can be traced to wrong training and mistreatment. The claim that the emotion of fear was a threat to the well-being of children gained still more ground during the decades leading up to the outbreak of the Second World War. Advice on Child Rearing now assigned to parents the role of guardians against their infants' fears. John Watson, the founder of behavioral psychology, argued that the main job of the parent should be to prevent fears, since some fears are extremely difficult to cure. Guidance on Parenting suggested that fear was a complex and dangerous problem and charged adults with the task of insulating children at every turn. Thus, an advice column in 1934 on The Conquest of Fear, Modern Methods in the Nursery. A century ago, parents thought the authorities step in and prevent us from in the nursery exhorted mother and nurse to avoid all reason for rousing fear. Mothers who failed to grasp the damage that fear inflicted on children were often condemned in alarmist and moralistic tones. The average mother of today understands these mental and spiritual enemies, these psychological foes lurking to prey upon her child, as little as her grandmother understood the physical danger of germs, wrote one commentator in McClure's magazine in 1922. Some experts worried about the inability of parents to manage fears in children who now were considered far more fragile than previously thought. The growing idea of childhood fragility in the 1920s and 30s was paralleled by the emergence of a child-centered parenting culture, especially among the middle classes. Parents, as well as educators, were warned that they were responsible for protecting children from threats to their mental health. One commentator criticized parents for putting too much pressure on their children, warning that at various points along this thorny pathway which leads from the nursery to the college degree, children and adolescents are breaking down under the strain. Parental pressure and discipline were indicted for causing fear and anxiety in children. Parents were told to validate their children, to encourage them rather than reprimand, and to stop putting them under so much pressure. In the 1930s, the call to insulate children from fear was also embraced by educators. As one teacher wrote in the Journal of Education in 1939, many boys and girls suffer from fear, and I am ashamed to admit that school often makes the situation worse. Others argued that homework and exams could place children under unreasonable pressure and stress. It was frequently claimed that homework caused crooked spines, night terrors, and nervous breakdowns in children. In response to these assertions, public schools in New York banned homework until the fourth grade, and in San Diego until the eighth grade. At first, it was only a minority of mainly middle-class parents who answered the call to soften discipline and constantly reassure their children. But gradually, the adoption of psychologically informed techniques to manage children's fears became equated with the practice of responsible parenting. Despite the fear of fear, for decades, most people believed that a certain amount of adversity could boost resilience. Children surviving disasters were more resilient, experts argued, especially if their family served as a source of emotional support. But by the mid-1970s, the tone began to change. Researchers began to scrutinize the matter more carefully, calling into question the extent of children's resilience and highlighting their vulnerability instead. By the 1980s, the term vulnerable child came into common usage. This was seen not as a specific problem unique to some children, but an existential state found in all. It is worth exploring the entry of the term vulnerable child into the vernacular.
A search of the Nexus database found only 9 references to it during the 1970s. Its first recorded usage was on November 16, 1972, in the New York Times, where the term was used to refer to children vulnerable to mental and emotional hazards. In the 1980s, references to the vulnerable child rose to 141, by the 1990s to 3,266. But during the first decade of the 21st century, references to the term exploded to 33,566. In 2016 alone, the last year for which we have completed data, there were 17,781 references to the term vulnerable child. A study of the concept shows that in most published literature, the vulnerable child is treated as a relatively self-evident characteristic of childhood. It is a taken-for-granted idea that is rarely elaborated. Children are considered vulnerable as individuals by definition, through both their physical and other perceived immaturities. Moreover, this state of vulnerability is presented as an intrinsic attribute. The belief that children are defined by their vulnerability has encouraged an unrelenting tendency to inflate the threats facing them. What I call the diseasing of childhood has acquired its own inner logic. The significance of this trend is highlighted in work from the psychologist Nick Haslam at the University of Melbourne, who reports that, since the 1980s, key terms used by social psychologists such as abuse, bullying, and trauma have been applied to a growing range of experiences. Specifically, the terms are increasingly applied to situations that would previously have been interpreted as unpleasant, but not trauma-inducing. The new view reflects the current trend of regarding virtually every dimension of childhood through the lens of fear. But these fears rarely emerge directly from the experience of children. It's not the traditional concerns of children, such as the fear of the dark or the fear of being abandoned by parents, that are highlighted in the 21st century narrative of fear. Instead, children's fears are mediated through the adult's imagination and often express anxieties lurking in parents' minds. Fear of fragile identities, fear of failure, fear of low self-esteem, fear of falling standards, fear of the pernicious effects of exams on students' mental health, fear about competition and competitive sports, and fear about discipline are recurring themes in debates on education. Often, the specter of these fears is magnified, and anxieties about the fragile child acquire a life of their own. So have children become more fearful than in the past? Unfortunately, this is not a question that can be answered with any degree of scientific precision. However, what is evident is that the rhetoric of fear and vulnerability is far more frequently expressed and associated with childhood today than in previous times. Children's fears and adults' fear for their children are often discussed interchangeably and agonized about far more than at any time previously. Indeed, there is now a veritable literature that blames parental fears for making their children fearful. Parents who have for decades been advised to shield their children from fear today stand accused of being responsible for making their kids afraid. Fearful, helicopter parents are often criticized for restraining the healthy development of their child. A study published in the journal Development Psychology in June 2018 concluded that children with overcontrolling parents may be less able to manage the challenging demands that come with entering and navigating through the school environment. Others argue that helicopter parenting thwarts a child's basic psychological need for autonomy and competence. Some go so far as to associate the mental health crisis afflicting colleges and universities on a generation of parents riddled with fear. Critics of helicopter parenting overlook the powerful cultural pressures that have forced many mothers and fathers to adopt this practice. Instead of bombarding parents with a constant stream of warning and advice, so-called experts should ease up and reflect on the perverse outcome of their contradictory advice. The world of childhood would be a much better place if society learned to trust parents and stopped trying to make them so afraid. Có em nào nắm được một phần, một vài ý chính của cái bài báo này chưa? Sau bài báo này thì em suy nghĩ như thế nào? Suy nghĩ nói chung đi. Em nói về suy nghĩ nói chung của các em đi. Nhân. Nhân. Nhân, nhân, nhân.
Ok, Linh. Thì đối với lời đó này thì cái phần cuối em có nắm rõ, nhưng mà cái phần đầu về cơ bản là người ta nói về việc mà cái hồi đầu giữa thế kỷ 19 thì người ta đã xài những sổ như là một cách để có thể giáo dục trẻ con cách hiệu quả. Thế nhưng mà qua những cái đổi mới hoặc là những cái research sau này của nhiều nhà tâm lý học thì người ta đã thay đổi cách nhìn về cái nỗi sợ cũng như là áp dụng cái entertainment để mà cho vào dạy học của con cái. Ok, tốt lắm em. Ngọc, em thì nghĩ sao? Ngọc, Ngọc, Ngọc. Kiểu nó là cái nỗi sợ của trẻ trẻ Nhìn chung thì bài này nói về gì nhỉ? Có em nào biết không? Ở cái này em thấy tốc độ như thế nào, hay là mình có nên nên có khoảng dừng ở giữa để các em kịp thu hồi kiến thức hay là sao nhỉ? Đọc nguyên như thế thì các em có nắm được ý chính không? ý cái tên của bài báo này là Fearing Fear Itself. Kiểu như các em cũng đã thấy ở dưới này thì họ cũng nói là gần đây, trong những năm gần đây thì cái những cái cuộc những cái có là gì những cái cuộc bàn luận về trẻ nhiều hơn ấy, và thường có những cái như là trẻ những cái terms bắt đầu xảy ra nhiều hơn, ví dụ như là tổn thương trẻ nhỏ. Hôm nay chị định là như thế, nhưng mà bởi vì cái đề tài mà homework should be banned nó quá lâu rồi ấy, với lại là mình nên suy nghĩ theo cái kiểu toàn diện hơn là should be banned thôi ấy. Với lại là cái cuốn mà chị nhầm, hình như cái cuốn này chỉ có school uniform thôi chứ không có cái mà homework should be banned, thế nên là chị tìm một cái bài báo khác mà chị cảm thấy phù hợp hơn và hay hơn trong vấn đề này, là mình có thể bàn luận một cách toàn diện hơn ấy. Chị em nói đâu rồi nhỉ? Những cái cụm từ, ok, những cái cụm từ mà về kiểu như là tổn thương trẻ nhỏ, tâm lý trẻ nhỏ và đồ trở nên xuất hiện nhiều, rộng rãi nhiều hơn ấy trong những năm gần đây như họ thống kê này, và sau đó là kiểu cha mẹ thì bắt đầu sợ con cái là sẽ trở nên sợ hãi về cái công việc học tập của mình hơn, hoặc là kiểu tác động của ngoại cảnh hơn ấy, và experts là những cái nhà chuyên gia thì cũng cũng sợ là cha mẹ sẽ kiểu như là không 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 dạy được con cái, hoặc là dạy con cái một cách nhanh sai trái ấy. Thế nên họ bắt đầu viết nhiều bài báo về cách khuyên khuyên những cái người đó kiểu kiểu về với vấn đề đó hơn ấy, và xong rồi một cái chuỗi nó xảy ra như thế, cho thế thế nên là nó trở thành một cái chuỗi kiểu như là người này sợ cái này, sợ cái này, sợ cái này, nhưng mà thực chất thì cái việc mà sợ hãi đó là nó có giúp hoàn thiện trẻ nhỏ hơn, kiểu như là khi mà thường là khi mà mình kiểu cái sooner exposure rất là quan trọng đối với trẻ nhỏ. Nếu mà từ nhỏ mà ở trong một cái gia đình kiểu ba mẹ bảo vệ hay quá con cái overprotective parents ấy, thì kiểu như chúng nó sẽ không được tiếp cận cái thực tế cuộc sống nó khắc nghiệt như thế nào, mà nó phải discipline như thế nào, thì nó sẽ xảy ra là kiểu như dễ tổn thương như chị đã nói đến ấy, sẽ dễ nhạy cảm khi mà bước ra ngoài thế giới ấy. Thế nên là trong đây cũng có nhắc đến cái vụ mà ra đời mà khi mà ra đại học ấy thì cũng sẽ ảnh hưởng lớn ấy, bởi vì là cái môi trường mà học trung học phổ thông chẳng hạn của mình ấy, thì mình có ở trong vòng tay ba mẹ ấy. Khi mà mình học đại học thì mình rời xa vòng tay ba mẹ ấy. Và thế nên là cái môi trường học đại học thì xã hội nó thay
cả mọi thứ mà kiểu như mình gọi là một xã hội thu nhỏ của mình đó, nó thay đổi ấy, mà mình ra một cái xã hội lớn hơn ấy, và có thể mình sẽ bị lừa nhiều hơn ấy, mình sẽ không được bảo vệ nữa ấy, tiền mình cũng phải tự xử lý rồi này nọ ấy. Thế nên là cái xu hướng exposure của mình với những cái khác biệt trước ấy, thì mình biết là thực sự cuộc sống nó khác biệt như thế nào, thì sau này mình có thể xoay sở hơn ấy. Ý của bài này nó kiểu như vậy. Ok, các em hiểu không? Mình đi từng phần hay sao? Mình đi từng phần nhá. Mình đi từng phần xong rồi tóm tắt ý kiến từng phần nhá. Ok. Các em nghĩ là hôm nay mình nên kiểu như là đọc to, mỗi em đọc to và xong đó tự tóm tắt ý kiến, hay là thôi, mỗi em đọc to xong rồi tự đặt tự tóm tắt ý kiến đi. Nhưng mình sẽ học về một bài này thôi, bởi vì bài này khá là hay, chị thấy thế. Các em thấy sao? Được không các em? Ok, Linh, em đọc trước đi. Về phần này, nói chung là mỗi một phần mình tóm tắt ý kiến, xong rồi mình tóm tắt được khoảng 1 đến 2 câu thôi. À, đây. How much fear, anxiety, and grief can children handle? Until the late 19th century, most people thought that the answer was quite a lot. Tolstoy himself said that the education might be defined as teaching us to fear or write. It was widely believed that a sense of fear made a positive contribution to the formation of a child's character. That fear was regarded as essential for the education of children was spelled out by the Church Missionary Society in 1890, when it stated that it is necessary that children fear the schoolmaster. Children's experience of fear was sometimes portrayed as essential for developing the powers of imagination and creativity. For example, in 1848, the Christian Register advised parents that a child who has never known any kind of fear can have no power of imagination, can feel no wonder, no impulse of life, nor all for veneration. Okay, em tóm tắt đoạn này như thế nào? Em nói đó là cho tới cuối thế kỷ 19 thì người ta vẫn nghĩ rằng là trẻ em có thể chịu đựng được khá nhiều cái nỗi sợ, và thậm chí là những cái như là nhà thờ hay những cái cộng đồng nhà thờ hay là những cái tờ báo cũng đã kiểu khuyên mọi người là nên để cho trẻ em biết cách sợ để có thể được có được cái khả năng sáng tạo. Một đến hai câu bằng tiếng Anh đi. Until the late 19th century, children are taught that they can handle a lot of fear, and that fear can help them to to improve their imagination and creativity. Ok, tốt lắm em. Đến bạn Linh. Nhầm, Ngọc. Sorry, sorry, Ngọc. Contrast to the culture of today, where entertainment is age appropriate, where the wrong word or microaggression is said to trigger an anxiety attack, where ultimate fear of separation is seen as so damaging that it is not managed well, can ruin the child for life. Childhood fears and fear of those fears seem ubiquitous. Fear bullies, not to mention active shooters and public gatherings, fear of wars and accidents streaming in through the TV. Most modern parents would no more try to frighten a child than they would beat
the children with a whips, sent child to a year's of hard labor on a chain gang, but feel stymied by the onslaught of the world. We are mightily attuned to children's fears and strive to blunt them at on cost. You know what, Renati? Microaggression. Yes. Ubiquitous. Ubiquitous. Oh. Ubiquitous. Ubiquitous. Stymied. Vừa nãy hình như em cũng đọc gần đúng rồi á. Stymied. Từ nãy em đọc gần chuẩn rồi. Ok. Em tóm tắt ý này như thế nào? Là những cái nỗi sợ bọn trẻ kiểu bị tấn công. Không phải. Cái chỗ mà trigger and anxiety attack nó cũng kiểu như là trigger and anxiety provoking ấy. Nó cũng kiểu vậy. Em tóm tắt ý này như thế nào nhỉ? Chị em đang suy nghĩ. Nào. Em cứ suy nghĩ đi. Giống kiểu như là môi trường xung quanh và bố mẹ có thể tạo nên cho con cái một cái nỗi sợ. Có bạn nào giúp bạn Ngọc không? Linh, em sắp học ở đây đi, Linh. Nghe nội dung của đại này là về việc xã hội bây giờ rất là coi trọng cái vấn đề sợ hãi của con trẻ, cũng như là cách để con trẻ không phải tiếp xúc với những cái nỗi sợ. Tốt, em tiếp đi em. Vậy thì mình có thể tóm tắt ý này như thế nào? Em nghĩ mình nói tắt vào cái câu cuối là society attuned to children's fears and strive to blend them at all costs. Ok, cũng được. Tốt lắm em. Chị sao cái này cũng được. Dẫn chứng là ở chỗ này nè em. Nói chung là khi mà em...
chỗ này là được rồi. Ổn chưa các em? Ok, tốt lắm Linh. Bạn tiếp theo. Phương Anh. Phương Anh. Phương Anh. À, Phú. Em không có biết hả? Em ơi. À, Nhân. À, Phú với lại Phương Anh em đọc được không? Thôi được rồi, Ngọc với Linh, hai em hoạt động đi. Linh, em tiếp tục đoạn này. Transition from our attitude to the world can be traced to the late 19th century and the emerging science of psychology. The emotion of fear, once celebrated as formative, became decried as harmful to children. With pioneering psychologists, Chase Downey Hill leading the charge against the pernicious impact of feeling in children's lives. His studies carried out in the 1890s called for the reorientation instead of viewing children's fear as a normal feature of their life. And what Aristotle called the schoolmaster of the world, he argued we should see it as a threat to health. Hill called after the danger of moral fears of phobias, of which medical literature records many scores, in aspects of child life and education. 1921. He said that his studies reviewed how many forms of arrest and even mental perversion are due to unwise fears. And he had another insight. These unwise fears were often attributable to incompetent parenting. Okay, em có thể tóm tắt đoạn này như thế nào? Đây là in the late 19th century, with the emerging science of psychology, anxiety and em nói một cái gì được. Okay. Yeah, like in the late 19th century, with the emerging science of psychology, Stanley Hill proved that fear can be a great attribute to the harm of mental health in children. Ok, em nói lại đi bé. Theo một cách lưu loát hơn, một xíu. In the late 19th century, the leading psychologist, Stanley the emerging, with the emerging science of psychology, the leading psychologist, Stanley Hall, has proved that fear could be a threat to mental health in children, and these unwise fears is attributable to incompetent parenting.
Tập tiếp theo nào. Không sao, mình bỏ đoạn này cũng được. Ngọc. Vâng. The crime that emotion of fear was a threat to the well-being of children gained still more ground during the case leading up to the outbreak of the Second World War. Advice on the children rearing now assigned to the parents' role of the guardians against the infants' fears. John Watson, the founder of behavioral psychology, argued that the main job of the parents should be to prevent fears, since some fears are extremely difficult to cure. Guidance on the parenting suggests that fear was a complex and dangerous problem, and since the adults with the task of insulating children at every turn. Thus, an advice column in the 1934 on the quest of fear, more methods in the nursery exhorted mother and nurse to avoid on the reason for the worsening fear. Mothers who failed to grasp the damage that fear inflicted on the children were often condemned in an alarmist, more moralistic tones. That average mother of today understands these mental spiritual enemies, these psychological foes lurking to prey upon her children as little as her grandmother understood the physical dangers of germs, wrote one commentator in McClure's magazine in 1922, some experts worry about the inability of parents to manage fears in children, who now were considered far from the threshold than previously thought. Infant. Okay, có lắm. Làm gì? Từ này. Exhorted. Exhorted. Hay là? Exhort.
Nó kiểu vậy. Sorted out. Ok. Có lắm em. Từ nào từ từ này. Moralistic. 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 Ok. Tốt. Moralistic. Đúng rồi. Từ từ này. Spiritual enemies. Ok, tốt lắm. Từ này. Prayer hay là pray. Pray. Pray, pray. Pray, ok. Từ này. Fragile. Ok, tốt lắm. Tốt lắm. Tốt lắm em. Ok, em tóm tắt lần này đi. À, chị ơi, chị đợi một lúc để em xem lại một chút ạ. Ok. Không sao, coi lại đi. The mother of today understand the mental and spiritual enemies of children. Không sao, em cứ suy nghĩ đi. Từ đây đến đây nhá. À, cái ý chung của đến đây. Ok. Chị ơi, hay là em tóm tắt ý chính này được không chị? Ok. Là the main job of parents should be prevent fears and gradually the average mother understand the fears in the children. Kiểu như vậy. Kiểu là trước tiên chiến thứ hai thì những cái công việc chính của các bà mẹ đó chính là khắc phục những cái tránh tránh nỗi sợ hãi cho các con ạ. Còn sau tiên chiến thứ hai là các bà mẹ đã hiểu được những cái vấn đề kẻ thù tinh thần, những kẻ thù tinh thần mà các con mình gặp phải ạ. Là kiểu
Chưa đến tiếng thứ hai thì các bà mẹ phải làm cho các con là phải tránh được những cái nỗi sợ hãi, và dần dần các bà mẹ đã hiểu được cái nỗi sợ hãi đó và quản lý cái nỗi sợ hãi, quản lý cái nỗi sợ hãi của trẻ. The manage fears and Cái children. này nó thường cái Là the average mother of today understands the fears of children and manage the fears and manage the fears kiểu vậy. chị nghĩ là cái này em nên, bởi vì là nó ý chính của nó không phải là đang nói đến kiểu bà mẹ, mà đang nói đến cái những cái lời khuyên mà dành cho bà mẹ. Việc em cũng có thấy advice on child rearing này, rồi ở dưới này là mother, không không đây đây, there's an advice column in 1934 on compassive fear này, modern methods in nurseries exhorted. Nói chung là tự nhiên làm những cái báo, những cái này á, thì exhorted là nó kiểu như là động viên ấy, vậy là những người mẹ và những y tá nên tránh tránh mọi làm mọi cách để tránh có thể gây ra nhiều nỗi sợ trong trẻ kiểu vậy. Và những cái người mà thất bại trong việc mà nắm được những cái mà sao để nuôi dạy trẻ tốt đó, hoặc là thất bại trong việc mà làm trẻ tổn thương và làm trẻ mà kiểu như đấy lên nhiều nỗi sợ ấy, thì thường sẽ bị cảnh báo hoặc là sẽ bị răn dạy ở trong những cái kiểu, nói chung là kiểu như bị răn dạy và kiểu như bị chỉ trích phê phán nhiều ấy. Và thế nên là kiểu như là dần dần thì cũng giống như là em nói, thì bà mẹ những bà mẹ thì cũng dần dần trở nên kiểu như bận tâm hơn về con cái. Bởi vì những cái này thì em có thể thấy này, ví dụ như là the claim that này, rồi advice on này, rồi the founder of behavioral psychology này, rồi guidance on này, rồi advice on calling này, rồi commentator in magazine này, rồi some experts này, thì nó đang phản ánh cái sự lo lắng của truyền thông ấy, với lại của các experts, các chuyên gia trong 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 trẻ. Thế nên là họ khuyên họ họ khuyên trẻ rất là nhiều, họ khuyên những người mẹ rất là nhiều, bởi vì là những người mẹ hoặc là những người giám hộ ấy, thì phụ trách một phần quan trọng ở trong việc nuôi dạy trẻ và làm trẻ trở nên bớt sợ hãi với mọi thứ hơn ấy. Và bởi vì là những cái nỗi sợ của trẻ thì nó là một trong những cái nguyên nhân sâu xa và gây cho nhiều bệnh về tâm thần cho sau này, và những cái bệnh đó thì khó mà chữa. Thế nên là để ngăn chặn những cái đó hết cỡ thì các nhà chuyên gia, nhà báo và vân vân đã lên tiếng về vấn đề này rất là nhiều kiểu vậy. Ok Ngọc, em có thể tóm tắt ý kiến đoạn này đi bằng một câu và hai câu. The advice of social on the fears of children. Ok, em rephrase lại một xíu đi. Ok thôi, kiểu như là nếu mà em biết thì em có thể lấy những câu chủ đề của mấy đoạn ấy, như vừa nãy Linh hay làm ấy, thì nó cũng dễ hơn cũng được.
thì em cũng có thể sử dụng câu này chẳng hạn. Câu này nó cũng hợp lý và nó cũng đầy đủ thông tin rồi. Kiểu như experts với lại columnist và journalist thì thường nói thêm một cách cụ thể hơn với society ấy. Bởi vì society là cũng bao gồm những cái người mà không có kinh nghiệm trong việc này, mà còn experts, journalist and columnist là kiểu như họ có kiến thức về lĩnh vực này, thì họ biết về, họ khuyên hơn là society nói chung. Em sao Ngọc, tốt lắm. Ok, tốt lắm em. Đây, em có biết crooked slides là gì không? Kiểu khi mà làm bài tập quá nhiều, khi ngồi vào bàn học quá nhiều ấy, thì nếu mà không đúng tư thế ấy, thì thường thường sẽ gây nên crooked slides. Và crooked slides ở đây là gì? Em nào biết không? Nó giống kiểu như là tê chân à chị? Công công hay việc cuộc sống ấy. À. À, kiểu vậy này. Okay. Đi xem có hình ảnh không. Images. Đây, kiểu vậy này. Kiểu công việc cuộc sống ấy, ngồi không đúng tư thế. Kiểu vậy. Và nhiều người thì đã lên án tuyên bố rằng thì kiểu như là nhiều bài tập ở nhà ấy, thì nó sẽ gây nên việc cong kẹo của công 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 việc cuộc sống, công việc cuộc sống và kiểu nhiều kiểu như mơ thấy ác mộng ấy và nervous breakdowns và kiểu như là nhiều nhiều kiểu cũng cũng hơi dạng cái trầm cảm ấy, kiểu như là lo lắng lo âu quá mức ấy ở trong những đứa trẻ. Các em có thường bị kiểu như là mơ mơ thấy ác mộng và mơ thấy kiểu như mình không làm bài tập về nhà xong rồi ở lên lớp không? Có em nào bị vậy chưa? Lần nào chưa? Có em nào bị vậy chưa? Chị ơi, kiểu trước khi đi thi ấy chị ạ. Thì mới thấy ác mộng chị. Mày về nhà. Em thấy mấy cái đó như thế nào? Nó cũng kiểu như là nó ở trong một cái sâu tạm thẳm ở trong cái tiềm thức của em á, ở dưới cái làn đó luôn á, thì em có một cái nỗi sợ nào đó cho nên là thực sự mình cũng phải hoàn thành cái đó đúng thời hạn ấy. Thực sự thì con người không phải là cố gắng đi đến thường ấy, thì không phải là cố gắng đạt được mục đích, thế nên là họ cố gắng như thế để leo lên cái một cái gì nhỉ? Cái bình diện xã hội cao hơn, mà họ họ cố gắng, họ chỉ cố gắng là đi xa khỏi những cái mà ác mộng rồi những cái kiểu làm họ sợ hãi, họ chỉ cố gắng tránh xa những cái mà họ làm họ sợ hãi và làm họ không an toàn, thế nên là họ mới cố gắng hoàn thành những cái nhiệm vụ đó thôi. Thế nên kiểu như thế, chị cũng hay kiểu kiểu mơ thấy mình kiểu không làm bài tập về nhà, xong rồi lên lớp như này như nọ, nhưng mà chị là một đứa mà lúc nào cũng làm bài tập về nhà đầy đủ hết đấy, hiếm hiếm tới nỗi là ít khi mà kiểu như mình không làm bài tập ấy. Chị là một đứa chăm chăm hết trong lớp mình, trong 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 lớp chị, nhưng mà kiểu thua thua nhiều bạn thôi, nhưng mà thực sự chị cũng mơ thấy kiểu như thế rất là nhiều. Ok, mình tiếp tục nha. Ok, Linh hai đoạn tiếp theo đi Linh. Some idea of project fragility in the 1970s and 30s was paralyzed by the emergence of a especially among the middle classes. Parents as well as educators were warned that they were responsible for protecting children from threats to their mental health. One commentator criticized parents for putting too much pressure on the children, warning that
at various points along this early pathway, which is from the nursery to the college degree, students and adolescents are breaking down under strain. Parental pressure and discipline were indicative for causing fear and anxiety in children. Parents were told to validate their children, to encourage them rather than reprimand them, and to stop putting them under so much pressure. In the 1930s, the call to insulate children from fear was also embraced by educators. As one teacher wrote in the Journal of Education in 1939, many boys and girls suffer from fear. And I am ashamed to admit that school often makes the situation worse. Others argue that homework and exams could place children under unreasonable pressure and stress. It was frequently claimed that homework caused school spine, night terrors, and nervous breakdowns in students. In response to these assertions, public schools in New York banned homework until 12th grade, and in San Diego until the 8th grade. Okay, so in the end of the year. Yeah, anh nghĩ là recommend, nhưng mà okay. Đọc lại đi. Đọc lại từ này. Yeah, reprimand. 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 Ok, tôi làm em. Nãy em đọc gần đúng rồi ấy. Ok, tôi làm em. Ok, em tóm tắt đoạn hai đoạn này như thế nào? Suy nghĩ không sao. Nghĩa là growing idea of private sexuality in the 1920s and 30s was encouraged by the parents and parents and educators were warned and advised to validate their children, encourage them rather than putting pressure on them. Còn cái đoạn sau thì em nghĩ là in the 1930s, homework was planned to have a lot of negative effects on children, and therefore it was banned in New York and San Diego until 4th grade. Ok, vậy thì em tóm tắt hai đoạn này như thế nào? Ý là tự nhiên là mình chung lại để cho nó có mối liên kết hơn ấy. Nhìn chung lại là parents and educators were encouraged not to put pressure and fear on children because it can have many negative effects. Ok, vậy cũng ổn rồi đấy. Được rồi, em tốt lắm em. Ngọc.
In the 1930s, the cove insulates during the post. At first, it was only a minority of mainly middle-class parents who answered the call to soften discipline and constantly reassure their children. But gradually, adoption of psychologically informed techniques to manage children's fears became equated with the practice responsible parenting. Despite the fear of fear, for the case, most people believe that a certain amount of adversity could boost resilience. Children surviving disasters was a more resilient. Experts argued, especially if their family served as a result of emotional support. But by the mid-1970s, the tone began to change. The researchers began to scrutinize the matter more carefully, calling into question instead their children's resilience and highlighting vulnerability. Instead, by the 1980s, the term a vulnerable child came into the common uses. This was seen not as a specific problem unique to some children, but not exceptional state found in all. It is worth exploring the entry of the term vulnerable child into the vernacular, a search of Nexus database. Found only 9 references to it during in the 1970s. Its first recording uses was on the 16th November 2072 in the New York Times. In the New York Times, where the term was used to refer to children vulnerable to the mental and emotional hazards. In the 1980s, references to the vulnerable child rose to the 144 by the 1990s to the 3,266. But during the first decade and the 21st century, references to the term exploded to the 33,566 in the 1916 alone, the last year for which we have completed data. There was the 17,781 references to the term vulnerable child. A study of concepts shows that is in most published literature and literature, the vulnerable child is treated as a relatively self-evident characteristic of the child. It is a taken for granted idea that rarely elaborated the children consider the vulnerable as individuals by the definition. Sure, both their physical and other perceived immaturity. Moreover, this state of vulnerability is presented as an intrinsic attribute. Okay. Tốt em. Nãy kiểu như có một vài từ em đọc nhầm nhưng mà sau sau ở dưới thì em có sửa lại. Chị có thấy? Em đọc lại từ này đi. Có thể do nhanh quá thì em đọc nhầm. The both. Okay. Both. Nãy đọc nhanh quá nên đọc nhầm xíu rồi. Em sao? At first. Từ này. Reassure. Okay. Technique
techniques. Techniques. Technique. Techniques. Resilience. 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 Okay. Resilience. Resilience. Argued. They argued. Argued. Vulnerable. Vulnerability. Okay. Vulnerability. Okay. Okay. Tôi đang hazard. 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 Hello. Gần đúng. Hazard. 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 Okay. Chị quên mất tiêu rồi. Hết được rồi đấy. Chắc được rồi. Không nhớ nữa. Từ này. A decade. Okay, decade. Okay. Em tóm tắt phần này đi. Để em nhìn lại một tí ạ. Okay. Honorable child. Honorable child of study. The most concept chị ơi, hay là em có thể nói là hai mặt của cái việc quản lý cái nỗi sợ của chị nhỏ. Hai mặt đấy ạ. Là into minds about the management of the fears management of the fears of children in the fears of children. Hai mặt của cái việc quản lý cái nỗi sợ của trẻ nhỏ. Into minds nó kiểu như là đang kiểu phân vân Em không biết là hai mặt nghĩa là nhìn viết như nào nữa. Em không biết nữa. Em có biết cái thành ngữ hay kiểu như là ở một đồng xu có hai mặt không? Đồng xu có hai mặt. À như em cũng nghe qua rồi chị ạ. Cái mà every coin has two sides. Every coin has two sides. Chị. Hôm thì mình ghi mỗi là two signs about the management the children's fears, management of the children's fears. Có được không ạ? Được.
hay là mình chỉ xong rồi mấy cái đoạn sau nữa thì em thấy là từ hay nhất của nó là như là vulnerable child, là đứa trẻ dễ bị tổn thương, kiểu như vậy. Thì mình cũng có thể nói câu như đầu tiên mà em nói cũng được. Vâng, là kiểu vậy. Thì em có thể nói gọn hơn một xíu được không? À, nói gọn như nào chị? Cái câu đầu tiên là chị ơi? Mà nói đúng hơn một xíu nữa. À, đúng hơn một xíu nữa. Không, em cũng có thể nói là the emergence of two stand cũng được. À. Two stand. À, tại vì là nó là chủ đề của đoạn ấy nên là em muốn là chỉ nó một câu thôi ạ. Đúng em rồi, muốn chỉ nó vậy ngắn cũng gọn được. Cũng được, vậy cũng được. Ok, vậy cũng được. À, nên là vì thế em phải đọc lại chị ạ. Thì em đọc lại một chút nữa. Không sao. Vậy cũng được. Ok, tốt lắm em. Linh. Em đọc bạn này đi. Từ chỗ children's fear đến they're on. Children's fears are many ages, through the adult's imagination, and often express anxieties lurking in parents' minds. The belief that children are defined by their vulnerability has encouraged an unrelenting tendency to inflict the stress facing them. What it can be, this casting of characters has acquired its own ideology. The significance of this change is palatable in work from psychologists. Nick Kaslan from the University of Melbourne, who reports that since the 1980s, key terms used by social psychologists such as abuse, bullying, and trauma have been applied to a growing range of experiences. Specifically, the terms are increasingly applied to situations that could have previously been interpreted as unpleasant, but not trauma-inducing. The new view reflects current change of regarding virtually every dimension of childhood through the lens of fear. But these fears rarely emerge directly from the experience of children. These are the traditional concerns of children, such as the fear of the dark or the fear of being abandoned by parents that are highlighted in the 21st century narrative of fear. Instead, children's fears are mediated through the adult's imagination and often express anxieties lurking in parents' minds. Fear of fragile identities, fear of failure, fear of low self-esteem, fear of falling standards, fear of pernicious effects of exam on students' mental health, fear about competition and competitive sports, and fear about discipline and are recurring themes in debates on education. Chị ơi, chị kéo xuống. Chị em có thấy được. Often, the spectre of these fears is magnified, and anxieties about a fragile child acquire a life on their own. Okay, problem em.
sau 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 khi đọc đọc đến đây thì em có thấy sự thay đổi về tầm quan trọng của việc giáo dục ở phụ huynh không? Dạ có. Ok, em đọc đọc vượt qua một một lượt qua lại rồi tóm tắt ý này chị. Tốt em. Anh nghĩ cái đoạn chốt lại là Children's fears are mediated via imagination. Em lược lại một lần nữa rồi nói câu chủ đề chị nói chính chị lược lược lại một lần nữa lược. Lên em lược lại một lần nữa chị nhé. Em nghĩ là cái ok em. Ý của đoạn này nói về gì em? Em đánh máy cũng được, sao? Cái này là nói về cái khuynh hướng thái quá của ba mẹ trong việc mà kiểu sợ là con cái sẽ có những cái nỗi sợ xảy ra ấy, kiểu vậy. Thì mình có thể nói như thế nào nhỉ? Kiểu như là khi mà kiểu bị những nhà báo columnist experts và journalist nói rất là nhiều về vấn đề này và cái gia tăng ở trong cái vulnerability terms vulnerable terms chẳng hạn thì nó đã khiến cho nhiều phụ huynh lo lắng thái quá và bắt đầu thay đổi về nhiều khái niệm mà dành cho con cái ấy, dẫn đến nhiều cái kiểu như là overprotective parents rồi đối. Và thực sự thì những cái mà cha mẹ đã làm thái quá như thế này thực sự là nó không hẳn là nó đến từ sự trải nghiệm thực sự của con cái mà nó là do ba mẹ có thể là phóng đại hóa nó lên ấy, và mọi mọi diện mọi xã hội cũng có thể là do xã hội phóng đại hóa lên. Thế nên là cha mẹ cũng phóng đại hóa lên, cũng sợ con sẽ có những cái nỗi sợ này nọ. Thì mình có thể tóm tắt đoạn này như thế nào nhỉ? Impact of media parents seem to have a true of excessive worry for their children's fear and anxiety. Mà mình nói gọi là một câu nhỉ. Parents' excessive worries for their children.
Có thể nói là kiểu parents excessive worries for their students and their ability. Em nói được một cái nào mà kiểu như là nó đại diện câu chủ đề hơn một xíu đi. Nói chung là một câu thôi. Từ bóng ma của nỗi sợ hãi có được không chị? Ừ, cũng được. Nếu mà kiểu về cái việc ảnh hưởng của expert columnist hay là journalist on kiểu như vậy có được không chị? Em nói lại đi. The impact of expert, the columnist and columnist and journalist on the parent. On parent, the management, on parents management, parents Nhưng management. mà cái đoạn đoạn này đoạn trước thì nó nói về đó, nhưng mà cái đoạn này thì chủ yếu nó nói về cái mà cha mẹ quá overprotective và magnified their fears Thế thì of mình dùng their từ từ bóng ma của bóng ma nỗi sợ hãi được không? bóng ma nỗi sợ hãi là gì The ấy? spectre of fears hay là cái gì đó? À đâu nhỉ? Được. The spectre đâu nhỉ? Okay. Fear. Đâu nhỉ? Ý em là từ À, the spectre of the fields ở cái từ đoạn này đúng ở không? Từ này đúng không? vâng kiểu thế cũng được, em thấy đại diện cũng được chị ạ. Ok, cái này cũng được. Bóng ma nó cũng có tính chất kiểu như là lởn vởn kiểu như vậy, Ok, kiểu như quanh quẩn trong tâm trí kiểu vậy. đây, chị Vâng. định kiểu kiểu cũng cũng ghi kiểu như vậy. Nhưng mà nó gọn hơn một chút xíu ấy. Ok, vậy cũng được. Nói chung là đoạn này nó cũng cũng khá ổn. Không sao, đoạn này cũng được. Ok. Chỉ hơn 9 giờ rồi. Ok, mình còn một đoạn nữa thôi. Ok, Ngọc em tiếp đoạn cuối đi. Xong rồi mình lọc ra tác từ. So have children become more fearful than in the past? Unfortunately, this is not a question that can be answered with any degree of scientific precision. However, what is evidence is that the rhetoric of the fear, the vulnerability, is far more frequently expressed and associated with the childhood today than previous times. The children's fears and adults' fear for the children are often discussed in interchangeably and organized about far more than at any time previously. Indeed, there is now a veritable literature that blames parental fears for making their children fearful. Parents who have for decades been advised to shield their children from fear today stand accused of being responsible for making their kids afraid. Fearful helicopter parents are often criticized for restraining the healthy development of their children. A study published in Journal Development Psychology this June concluded that the children with over-controlling parents may be less able to manage the challenging demands that comes
with entering and navigating through the school environment. Others argued helicopter parenting was to try the basic psychological need. Autonomy and competence. Some go so far as to associate the mental health crisis in afflicting colleges and universities on their generation parents and riddled with fear. Critics of helicopter parenting overlook the powerful cultural pressures that have forced many mothers and fathers to adopt this practice instead of bombarding parents with constant stream of the warning and advice, so-called expert should ease up and reflect on the reverse outcome and their contradictory advice. And our childhood would be much better place if society learned to trust parents and stop trying to make them so afraid. Okay. Afraid. So parents, okay. And I've got an idea now. Precision. Okay. Precision. Agonize. Good night. Veritable. Okay, veritable. Okay, good one. Crisis. Crisis. Chắc được rồi đấy. Ok. Em ngược lại. Em nhìn lại đi. Xong rồi mình ngược lại. Đây. Ok. Em biết helicopter parents là gì không? Em không biết đâu. Nó kiểu như là những bậc phụ huynh mà kiểu như quá bận tâm về con mình ấy. Và kiểu như là lúc nào cũng kiểu như quan sát con mình mà bận tâm, lo lắng nhiều về ví dụ như là kinh nghiệm của con mình, những cái vấn đề của con mình. Hoặc là việc công việc học tập rồi đến trường như thế nào á, kiểu vậy. Hay mình đặt luôn cái từ đấy làm chủ đề được không chị? Helicopter okay. Parents. Cũng được. Tại vì em thấy nó cũng hợp lý. Tại vì là những cái cha mẹ mà lo thay quá cho con mình thì là áp đặt những nỗi sợ hãi của mình lên người bạn chúng và gây ra những cái nỗi sợ hãi trong chúng. Ok. Và đoạn thứ hai là những cái nỗi và đoạn thứ hai là cái bậc cha mẹ đấy bị chỉ trích vì kìm hãm sự phát triển. Còn đoạn cuối là mình kết lại. Ok. Vâng. Ok, vậy thì em tóm tắt đi nào.
helicopter parents and the children's fear. Helicopter parent and the vulnerable vulnerability of children. Là kiểu những cái helicopter parent và những cái nỗi tổn thương của trẻ trẻ nhỏ ấy. Em dùng kiểu như là further the fear stock như vậy đi. Okay. Further gì em? The vulnerability, the fears. Vulnerability, the okay. Vulnerability and the fear of children. For vulnerability of children. Okay. Vulnerability of children. Okay. Đoạn cuối. Kiểu như cái vấn đề này nó cũng là một vấn đề kiểu như nó chạy theo một dòng tuần hoàn ấy. Kiểu như là những nhà chuyên gia, những cái người mà những nhà chuyên gia, những nhà báo ấy thì luôn luôn kiểu áp đặt, cũng áp đặt nhiều lên parents, và parents thì áp đặt lên con cái ấy. Xong con cái thực sự bị áp lực ấy, kiểu như vậy ấy. Xong nó trở thành một cái vòng tuần hoàn kiểu như là như thế. Cho nên là sau thì những experts không nên quá bận tâm về, nói chung là không nên đưa lời khuyên quá nhiều ấy, và lo lắng quá mức về việc mà cha mẹ có giáo dục đàng hoàng cho con hay không, và cha mẹ cũng không nên là lo lắng quá mức về việc mà thực sự là con cái của mình có thực sự được giáo dục đàng hoàng hay không. Đó, kiểu như vậy. Đó. Cái này mình đặt theo kiểu bài này cũng được. Fear of, mình gọi là gì? Chị quên mất tiêu rồi. Chị quên mất tiêu bài này gọi là gì rồi. Fear of fearing itself, hả? Fear of feeling itself. Vậy đi. Câu này em nghe quen không? Bởi vì có một vị tổng thống Mỹ đời thứ bao nhiêu chị quên mất rồi, là ba mấy ấy, cũng có nói về cái vấn đề này, cũng có một cái câu claim về vấn đề mà the only thing you have to fear is fear itself. Chị quên mất cái ông ấy là gì rồi. The only thing you have fear itself. Franklin Roosevelt. The only thing we have to fear is fear itself. Không, cái đó là nói cho chị liên tưởng đến cái quote của ông thôi. Ôi, chết, chị lỡ tắt rồi. Ôi, từ 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 chị xíu. Ôi. Sorry, mấy đứa. Chị ơi. Em đọc rất là nhiều, bây giờ em đọc rất là nhiều đoạn văn rồi ấy. Thì hồi trước thì em nghĩ là tiếng Anh là không kiểu khô khan ấy, không có được tình cảm giống như là tiếng Việt của mình. Nhưng bây giờ em nghĩ là tiếng Anh nó cũng dùng rất nhiều những cái từ mà kiểu đại diện cho những cái đoạn văn ấy. Đúng rồi, ví dụ như là spectre of fear ấy, kiểu vậy. Thì này là do mình chưa biết nhiều về nó thôi, chứ giống như là có những cái ngôn ngữ nào thì nó cũng có cái điểm hay của nó ấy. Cũng có cái style của người viết gọi này nọ ấy, thì giống như mình chỉ chưa biết đến thôi. Chị hồi trước cũng như em ấy, nhưng mà sau khi đọc nhiều
nhiều nhiều cái kiểu như thế này ấy. Bởi vì là những cái mà mình đọc được ấy là thường là đến từ những cái người tầm trung ấy, còn những cái bài báo này là thường từ tự nhiên những cái nhà cũng gọi là experts rồi professor đồ cũng viết lên viết ấy. Thế nên là chị cũng tìm những cái trang báo này xong rồi đọc cũng thấy họ cũng, cái ngôn ngữ của họ cũng kiểu poetry cũng thi vị ấy, và hay ấy. Kiểu như mình cũng liên tưởng đến tự nhiên có nhiều cái abstracts của đồ ấy cũng khá là thú vị đúng không? Vâng. Và em cũng nghe được mấy cái đàn anh đi trước ấy, thì mấy đàn anh kiểu bảo là học những cái từ ngữ văn học hay là thêm một vài câu châm ngôn triết lý vào đoạn văn của mình kiểu vậy để cho nó hay hơn ấy chị ạ. Vậy. Kiểu vài câu triết lý vào ấy. Giống kiểu như là sau thành công của một người đàn ông là sau bóng dáng của người phụ nữ, nhưng mà không có ai nói là sau bóng dáng của người phụ nữ là một thứ gì đó. Thì có thể mình nói là sau bóng dáng một người phụ nữ đó chính là bản thân cô ấy. Kiểu như vậy. Cảm ơn em. Thì hôm nay cũng muộn rồi, 9:15 rồi. Thì tính nữa chị lập các từ, các phrases ở trong đây, xong rồi chị lập tảng ra, xong rồi chị bỏ lên trang nhóm rồi nhá. Thì hôm nay mình nghỉ ở đây nhá em. Hôm nay mình nghỉ ở đây nhá. Em ơi. Đang là chị ạ. Okay.